ngã tư Nguyễn Văn Lượng và Lê Đức Thọ của phường 17 quận Gò Vấp. Ở đây có rất là nhiều cái quán ăn theo phong cách ẩm thực miền Trung, do rất là nhiều người miền Trung sống ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món bánh xèo Bình Định của người miền Trung. Bánh xèo Bình Định ăn là gì? Tại số 238 và 244 Lê Đức Thọ, phường 6 Gò Vấp. Của quán bánh xèo Bình Định của vợ chồng anh Nam, bán ở đây đã được 10 năm rồi. Thì đây là bánh xèo đúc bằng ga, và chủ quán có cái hệ thống bếp tự chế thế này, gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, có thể đúc được 14 cái bánh xèo cùng một lúc. Bếp ở đây là bếp ga chứ không phải là bếp than nha các bạn. Đây, mọi người thấy trong bánh xèo mình thì có, ngoài bột ra thì có một tôm và một thịt xay. Theo được đúc bên cái lò ga thế này thì thịt chính sẽ được vớt ra, bỏ đến một cái vỉ thế này để lọc cho ráo dầu mỡ. Các bạn có thể thấy đây là nguyên liệu của bánh xèo Bình Định, gồm có tôm và thịt xay. Thịt xay được trộn theo công thức riêng của chủ quán, bên cạnh là cái xô bột và đầu bếp liên tục đổ bột và bỏ những cái thành phần vào trong bánh xèo. Khách ghé ăn mua mang về để thể ghé ngay tại mặt tiền quán, chủ quán đứng trước, hoặc là ghé vào không gian như thế này rất là rộng rãi để mà ăn. 15 ghế về đi. Nhân viên 3 người sẽ liên tục đổ, và chỉ sau khi bánh chín sẽ được để ráo dầu mỡ, sẽ được chủ quán để di chuyển bánh vào trong cái tủ này để đổ. Bên đấy có đông khách không, cho chị Trang về đi anh. Tôi chị Trang về phụ con, phụ chồng đi, bà nửa lâu. Đây đang ăn mấy câu đây. Chúng ta sẽ phỏng vấn sơ qua anh Nam, chủ quán bánh xèo Bình Định. Em chào Nam. Anh Nam ơi, cho em hỏi là bánh xèo mình bán được bao nhiêu năm ở đây rồi? Quán này mình bán cũng được 10 năm rồi. 10 năm tại đây rồi. Bánh xèo mình là theo phong cách của người tỉnh nào anh ơi? Bánh của mình là gốc của Bình Định. Bình Định hả anh? Đúng rồi. Em thấy bánh nó không có giá hoặc là như cái bánh xèo bình thường anh ha? Cái không có giá là tại cái cách đổ của mình á, là không có giá để cho bánh nó giòn ngon lâu hơn. Giá là mình trộn ở trong râu á. Là giá cũng có giá nhưng mà để trong râu. Cầu có giá thì mình bỏ giá vô. Thì quán mình mở từ mấy giờ đến mấy giờ? Quán mình mở cửa từ lúc 3 giờ tới 12 giờ đêm. 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm. Thì giá một cái bánh của mình là bao nhiêu tiền ạ? Giá một cái bánh là 6.000. 6.000 một cái bánh gồm có tôm và thịt xay ạ.
cái rau sống ăn kèm bánh xèo Bình Định của quán anh Nam. Đây, mình rổ rau được rửa sạch từ trước và để đây để khi khách vào sẽ được ăn cùng rau sống giá và những cái loại rau thơm. Ngoài ra còn có rau cải nha các bạn, rau cải hoặc là dưa chua như thế này, rau cải và dưa chua hoặc là sẽ là dưa leo sắc lát và xoài mỏng nữa, xoài cắt mỏng và được quấn cùng bánh tráng. Sẽ được gói thêm nước chấm tùy theo nước mắm hoặc là nước tương đậu phộng được nấu với lại thịt bọc. Mình cái bì nước mắm và gia vị nước tương nước chấm của bánh xèo nhân viên đang gói thêm cho khách. Còn mười trước không? Nước chấm này là nước chấm gì chị? Dạ, đậu phộng với thịt xay ạ. Đây là đậu phộng với thịt xay được nấu theo công thức riêng của quán mình ạ. Số 238 Lê Đức Thọ, phường 6 Gò Vấp thì quán bánh xèo Định Anh Nam có thêm một cái chi nhánh nữa ở cách một căn, là đây là số 238, đây là chi nhánh thứ hai của quán bánh xèo Bình Định của vợ chồng anh Nam. Đây, nhân viên cũng đang đút bánh xèo. Đốt bằng ga chứ không bằng phải bằng lửa than. Và bánh xèo Bình Định thì không có giá và hành giống như cách thông thường. Và bánh xèo Bình Định sẽ được bỏ một củ tôm rất là to và một cục thịt xay. Khi mà bánh xèo chín sẽ được bỏ qua một cái vị để mà cho ráo dầu. Vì bánh xèo miền Trung thường hay đốt bằng rất là nhiều dầu để cho bánh màu giòn. Đây là cái gian thứ hai của bánh xèo Bình Định.
bên đây thì cũng vẫn là cái cách đó đối với xèo giống như bên chi nhánh chính, thì bột sẽ được đổ vào chảo nóng, tôm và thịt bằm sẽ được bỏ vào trong bánh, sau khi chín sẽ được bỏ qua một cái vỉ như thế này để cho bánh nó khô dầu. Đây là nước chấm và cả những gia vị rau cùng bánh tráng dưa chua bên chi nhánh 2 của quán anh Nam. Để thấy là nước chấm đậu phộng nấu với lại thịt xay này, hoặc là nước mắm này, rau cải này, dưa chua này, rau salad và rau thơm. Ngoài ra còn kèm có thêm xoài sắc mỏng và cải dưa leo sắc mỏng nữa. Chủ quán đang bê thêm bánh cho khách gọi thêm. Xoài với leo luôn á. Ở quán bánh xèo thì các bạn có thể gọi rau thoải mái và chủ quán không tính tiền rau. Rau có thể các bạn chọn giữa salad hoặc là rau cải cùng với lại những cái dưa chua hoặc rau thơm đi kèm để cuốn một cái bánh xèo ngon nhất theo cái gu của mình. Là giá cũ thì giá mới sẽ là 6.000 cái. Thì ở chi nhánh 238 hoặc 244 Lê Đức Thọ, phường 6 Gò Vấp. Một cái bánh xèo gồm tôm và thịt xay thế này có giá là 6.000 giá mới và giá cũ là 5.000. Các bạn có thể ăn rau thả gà và bánh tráng không tính tiền thêm.
và bài tủ liên tục tủ bánh xèo. Người sẽ đổ dầu, người sẽ đổ bột, người sẽ cho thêm thịt hạt và tôm vào trong cái bánh xèo cho màu chín. Thì bên cạnh đó các nhân viên ở trong sẽ đem rau và phục vụ khách tại quán cách nhanh nhất. Quán rất là đông rồi. Giá trị có 6.000 một cái. Với những ai yêu thích cái món ẩm thực miền Trung, đặc biệt là những ngày mưa, bánh xèo là nhất, là món ăn bán rất là chạy trong những ngày mưa. Bánh xèo miền Trung thường là nhỏ hơn bánh xèo miền Tây rất là nhiều, và được ăn kèm với rau hoặc là những cái nước chấm theo từng vùng. Cái lượng khách ghé vô cái quán bánh xèo Bình Định tại số 244 hạt 238 Lê Thọ thì Sở Gò Vấp rất là đông, và cả những cái thực khách ngồi trong nhà ăn nữa, một lượng rất là đông. Và 4 năm đầu bếp làm không sửa. Chúng ta cùng tạm biệt quán bánh xèo Bình Định.